Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Hot Cat Whisky Z250LS 2022 trang bị một động cơ lực 4 xăng thẳng hàng, rất giống như Ninja ZX25R. Mới đây giới truyền thông từ Nhật Bản là cái tạp chí Yomachi cũng đã phân tích cái sự phát triển của cái mẫu Cat Whisky Z250LS 2022, một cái dòng mô tô nước bài mang cho mình chỉ dáng cổ điển hoàn toàn mới. Dự kiến ở dùng một cái động cơ lực 4 xăng đến từ người anh em là ZX25R. Nếu dự đoán này là đúng, điều đó có nghĩa là Kawasaki Z250LS 2022 sẽ mang cho mình thiết kế bên ngoài từ hưởng DNA đến từ người anh là Z900LS, bao gồm một cái đèn flash tròn, một bình xăng cổ điển cái dạng là giọt nước, cái yên đơn 2 tầng, hệ thống treo trước là upside down và các yếu tố khác nữa. Về mặt thông số kỹ thuật, ở phần động cơ thì được tham khảo từ người anh em là ZX25R 2020, một khối động cơ lực 4 xăng thẳng hàng 249,8cc DOC cho ra công suất cực đại là 45 mã lực, tại ngưỡng vòng tua là 15.450 vòng trên phút. Mã lực cực đại khi được kích hoạt frame air sẽ rơi vào khoảng 51 HP, tại ngưỡng vòng tua là 15.500 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại là khoảng 22,9 Nm, tại ngưỡng vòng tua là 14.500 vòng trên phút. Cái thông số này có thể sẽ điều chỉnh giảm phù hợp phong cách và nhu cầu ở dụng của cái chiếc Kawasaki Z250LS 2022. Chúng ta còn phải chờ xem liệu cái dự án này có thực sự xảy ra hay không. Nhưng phải nói rằng cái động cơ đang ứng dụng cho cái chiếc ZX25R 2020 có rất nhiều tiềm năng. Và hãng Kawasaki có lẽ không sản xuất cho nó duy nhất một cái mẫu xe, mà có khả năng sẽ phát triển cho rất nhiều biến thể khác nhau. Và Kawasaki Z250LS 2022 sẽ được hy vọng nằm trong số đó. Winner X nóng bỏng hơn sau phiên bản lột xác ở phần dựng chân. Cái con Winner X là một cái dòng xe vừa được ra mắt là không lâu, từng xuất hiện nhiều bản độ cực kỳ chất và cả về hiệu năng lẫn hình thức. Và cái bản độ hôm nay mình muốn giới thiệu các bạn cũng nằm trong số đó. Bây giờ chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng cái chiếc Winner độ này nhé. Cái cụm thắng Rainbow Asset đã được nâng cấp đem lại hiệu năng cấp thắng im dịu hơn. Bên cạnh ốp đầu còn che giấu một cái đèn chở sáng. Cái đèn này có công dụng là hiệu quả trong những cái chuyến hành trình xa, đảm bảo ánh sáng cho người chủ đi dựng đêm. Còn đây, dàn chân chất lượng hơn, mình đem nó tới. Chịu trách nhiệm dẫn dầu để nuôi con heo là cộng dụng S cho áp suất ổn định hơn. Heo thì Rainbow Hybrid để xứng cho lực phanh thắng chiếc xe được cải thiện đáng kể. Người chủ cũng rất tinh tế trang bị luôn cái chai cái nước CC, hạn chế là đá sỏi quăng vào là mất cái nước. Lấp ló ở đây chúng ta còn thấy cái sự hiện diện cái carbon titan, một cái chất liệu không thể nào bị hoang rỉ mà cái độ màu sắc của nó còn được trang điểm thêm cho con xe. Cái dàn chân vẫn có sự hiện diện heo Rainbow Hybrid để xứng AOS và chúng ta đã rất quen mặt ở dàn chân trước. Nhưng điểm thắng đã được biến thành điểm cozy, chi tiết này cũng sắc sảo hơn. Cái sự cứng cáp dàn chân trước lẫn sau chủ yếu nhờ vào cái mặt Rainbow 5 cây màu đen mang lại. Bosin cho ra âm thanh cũng rất là lực, nhưng người chủ làm cho nó gọn gàng hơn, lên luôn cái bộ của Super Air 1 Challenger. Cái lon Super Air này âm thanh của nó rất là phấn khích và ấm so với cái dòng lon Bosin. Đúc đích bồ không là hướng lên là quá nhiều, dễ vạ hơi vào mặt người đi sau như Bosin. Cảm ơn các bạn đã xem clip này, nhớ like và subscribe.